Hello mọi người, thì shop Diễm Quỳnh Cosmetics lại tiếp tục giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm mới, đó chính là sữa tắm trắng da Manit của Nhật Bản. Sản phẩm này có công dụng chính là làm trắng da, phục hồi làn da cháy nắng và xóa mờ vết thâm nám, không gây bào mòn da, hơn nữa là còn cung cấp và duy trì độ ẩm, mang lại một làn da căng mịn. Đặc biệt là trong sữa tắm này được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên, có chứa những thành phần giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi tia cực tím và có tác dụng chống viêm da, vẩy nến và dị ứng ở trên da. Một chai thì có dung tích là 450ml với hương hoa cúc, khá là nhẹ nhàng và dễ dùng. Nếu khách hàng nào mọi người trong nội thành Hà Nội thì nên lựa chọn vận chuyển hóa tốc Now hoặc Grab để mình có thể nhận hàng nhanh trong vòng 2 giờ mọi người nhé.